Cảm ơn quý khán giả trở lại chương trình Trẻ Khỏe và Đẹp Mãi với tôi, bác sĩ Nguyễn Nghị Luận. Cho tôi tiếp tục về đề tài ung thư vú và đặc biệt nói về giải phẫu tạo hình sau khi mà bệnh nhân đã khám phá ra bị ung thư vú, đã giải phẫu các cái ung thư nó đi hoặc là các cái bên ngực của cái bên ung thư nó đi rồi. Bây giờ một bên nó bình thường, một bên nó xẹp lép, thì bây giờ mình phải làm sao cho xây lại hay tái tạo lại cái ngực mà bị ung thư mà đã lấy đi rồi. Cho tôi nói về cái đề tài đó. Nếu mà quý khán giả còn thắc mắc sau khi tôi trình bày xong, quý vị có thể liên lạc với văn phòng của tôi, số điện thoại là 1-800-DẸP-THÊM, tức là 1-800-337-8436. Chương trình này cũng được sự bảo trợ của bác sĩ nha khoa Trần Phương Linh DDS, số điện thoại 714-638-7940. Một chút về cái giải phẫu học, cái anatomy của cái ngực, thưa quý khán giả, quý vị thấy là có cái nấm vú, có cái quầng vú, ở dưới cái da thì có cái mô vú, và cái mô vú nó có mấy cái hệ thống cho nước nó thoát, máu nó chạy vào chạy ra. Thường thường nếu mà bị ung thư, mình muốn biết là nó to bao nhiêu, nó đã lan ra ngoài cái vùng đó chưa. Trước khi nó lan ra ngoài, thường thường nó lan tới cái cục hạch của cái nách, nên lúc mà giải phẫu thường thường người ta hay lấy cái chỗ bị ung thư vú nó đi, với lại lấy thử thêm vài cái cục hạch để cho biết cái ung thư đó đã lan tới mấy cái cục hạch đó chưa. Nếu mà nó chưa lan tới mấy cái cục hạch đó thì thường thường mình không có nghi ngờ là nó lan ra ngoài cái vùng của cái ngực rồi. Nếu mà nó tới cái hạch rồi, mình sợ nó đang lan ra ngoài vùng, tới óc, tới phổi, tới gan, vân vân, hoặc là xương. Lúc mà giải phẫu đó, lúc mà khám phá ra là có bị ung thư vú rồi, thường thường mấy người bác sĩ phải bàn ra với lại người bệnh nhân cái sự yêu cầu người ta như sao. Có người phụ nữ không muốn cắt bỏ cái vú đó đi, người ta chỉ muốn cắt càng ít càng tốt, càng ít theo yêu cầu thì càng tốt cho người ta. Đó là cái hiểu mà cái yêu cầu người bệnh nhân đó. Nên có người bác sĩ theo cái yêu cầu người bệnh nhân, theo cái kinh nghiệm của người ta, chỉ có cắt vòng quanh cái chỗ mô vú thôi. Nếu mà mình cắt vòng quanh cái chỗ mà bị ung thư vú thì cái nấm vú, quầng vú nó vẫn còn, mô vú kia nó vẫn còn. Chỉ có là mình muốn bảo đảm hơn là lấy hết cái tế bào ung thư nó đi rồi đó, thì sau khi mình cắt cái vùng nhỏ thì mình phải làm thêm cái gì. Thường thường làm thêm cái gì nghĩa là phải chiếu phóng xạ vòng quanh cái vùng đó là cho bảo đảm hơn, là giết hết mấy cái ung thư, cái tế bào ung thư nó đi. Nếu mà mình cắt rộng hơn, cắt thêm mô vú vòng quanh, mô vú bình thường vòng quanh cái chỗ ung thư đó, thì bảo đảm hơn là mình lấy hết cái tế bào ung thư nó đi. Nếu mà càng cắt nhiều thì dĩ nhiên cái ngực cái bên đó càng xẹp, càng xấu so sánh lại với lại cái bên bình thường. Người phụ nữ nào mà bị loại ung thư mà to, mà lan ra, lan sâu gần tới xương sườn hoặc là tới cái bắp thịt của cái ngực đó, thì cho trường hợp đó thường thường người bác sĩ hay mổ rộng hơn để cho lấy hết đi, với lại cộng thêm cái phóng xạ. Sau khi mà giải phẫu xong mà cái ngực không còn cái gì hết, nghĩa là chỉ có da thôi và xương sườn thôi đó, không có cái mô vú, không có cái quầng vú, không có cái nấm vú, thì đó là trường hợp cho người bác sĩ giải phẫu thẩm mỹ hoặc là giải phẫu tạo hình, tiếng Mỹ gọi là plastic and reconstructive surgery. Thì cái cách dùng cho sửa sắc đẹp nó cùng là cái cách dùng cho tái tạo, reconstruct lại cái bộ ngực này, thưa quý khán giả. Nếu mà mình nhìn cái bên mà bình thường, không có mổ, không có bị thẹo, mình để ý nó có cái đồi của cái ngực, nó có cái quầng của cái vú, nó có cái nấm vú, thì bây giờ mình phải xây lại y hệt như vậy. Mình phải có cái đồi, mình phải có cái quầng, mình phải có cái nấm vú. Thì cái cách làm là cho xây cái đồi thì mình có thể dùng chất giả hoặc là chất thật. Chất giả là một là bọc nước biển, hai là bọc thạch silicon. Còn nếu mà muốn dùng chất thật thì mình phải dùng cái bắp thịt từ sau lưng mang ra phía trước, hoặc từ bụng mang lên trên ngực, hoặc từ mông mang ra phía trước ngay chỗ ngực. Đây là cho trường hợp mà lấy cái da, cái mỡ, cái bắp thịt của cái mông chuyển lên cái ngực phía trước. Nếu mà mình dùng chất giả,
tại vì lúc mà bác sĩ giải phẫu tổng quát các cái bộ ngực bên đó đi thì bây giờ chỉ có da thôi, không có cái đồi, nhưng mà cái da lại thiếu, nên trước khi mà mình cho cái bịch mà to vào chỗ mà hơi chật thì mình hay cho một cái bịch bong bóng xẹp lép tạm thời vào trong, xong từ từ bơm cái bong bóng nó lên cho nó phồng lên, thì cái da mà nằm ở trên cái bong bóng nó giãn. Chừng nào mà cái da mà nó giãn đủ rồi mình mới lấy cái bọc nước biển tạm thời này ra, mình đặt cái bọc mà gọi là permanent implant vào trong để cho nó làm cho cái đồi, có cái đồi của cái ngực ở bên đó. Nếu mà mình muốn dùng cái bắp thịt chất thật đi sau lưng, thường thường mình lấy da lấy mỡ ở phía sau lưng, mang theo cái bắp thịt của cái ngực và lưng chuyển ra phía trước. Nhưng mà thường thường làm như vậy, cái mỡ, cái da, cái bắp thịt của cái chỗ đó nó không có dày đủ để cho cái ngực nó to bằng cái bên kia. Nên cuối cùng dùng cái này người ta cũng vẫn phải dùng cái bọc nước biển hay là cái bọc silicone. Nếu mà mình có trường hợp mà cái ngực mà bình thường mà nó to, mà mình muốn làm cái bên mà đã cắt bỏ đi rồi cho nó to bằng bên bình thường, mà người bệnh nhân đó hơi mập một chút đó, mình có thể lợi dụng mình lấy cái mỡ của cái bụng người ta mang lên trên cái ngực làm cho cái đồi nó đầy bằng cái bên bình thường. Thì cho mình nói lợi dụng tại vì cho trường hợp này bệnh nhân có thể dùng cái mỡ, cái bắp thịt của cái bụng giống như là căng da bụng, thưa quý khán giả, lúc mà tái tạo lại cái ngực sau khi bị ung thư vú. Thì nếu mà mình lấy cái mỡ, cái da, cái bắp thịt của cái bụng mình chuyển lên cái ngực, đặt nó lên trên cái chỗ mình muốn làm cho nó giống như bên bình thường, thì mình có cái đồi. Sau khi có cái đồi thì mình phải làm cái quầng, làm cái nấm vú. Muốn làm cái nấm vú cho thay vì cho nó nổi lên giống như bên kia, thường thường người ta hay lấy cái da mà vòng quanh ta gấp nó lại thì nó nổi lên. Có người không có muốn làm như vậy, ta chỉ có xăm, dùng mực cho xăm cho giống như là có cái quầng vú hay cái nấm vú. Nhưng mà cái cách này mình làm đó thì nó có cái nó giống như thật hơn, tại nó nổi lên, nó cao hơn là cái da bên cạnh của nó. Còn nếu mà muốn cho cái được cái quầng, thường thường người ta xăm hoặc người ta lấy da ở chỗ khác ghép lên đây, trên đây, thì cái da chỗ khác thường thường lấy ở chỗ đùi, chỗ háng, cái chỗ đó da nó đậm hơn thì nó giống như là cái quầng vú thật hơn. Đó là vài cái cách nói sơ sơ, nói nhanh cho quý vị hiểu là mấy cái cách này là bác sĩ giải phẫu tạo hình thường thường dùng cho tái tạo lại cái ngực của người phụ nữ không may mắn bị ung thư và đã cắt bỏ cái ngực bên đó đi rồi. Cho tôi chấm dứt chương trình ngay đây. Tôi cảm ơn quý khán giả đã đón xem chương trình Trẻ Khỏe Và Đẹp Mãi với tôi, bác sĩ Nguyễn Nghị Luận. Một lần nữa, lần sau quý vị mà thấy một cái kẹo gọi là Hershey's Kisses, để ý nha, nó to 2 cm, mình không muốn để cho cái cục bú trong vú mình nó to hơn là cái cục kẹo này. Tại nếu mà nó đã to hơn rồi, nó đã bước qua cái giai đoạn số 2, cái tỷ lệ thành công sống 5 năm hay lâu hơn nó thấp hơn là nếu mà mình khám phá lúc mà cái cục bú nó còn nhỏ. Nên học về tự khám cái ngực, nên đi chụp quang tuyến mammogram, nên liên lạc với Hội Ung thư Việt Mỹ để cho xin cái quyển sách chăm sóc sức khỏe vú cho phụ nữ và gia đình, và cái DVD cho coi cái cách hướng dẫn về tự khám cái ngực ở nhà. Thì cảm ơn quý khán giả đã nhớ đón xem chương trình Trẻ Khỏe Và Đẹp Mãi. Chúc quý khán giả một buổi chiều vui vẻ với gia đình, một ngày mai nhiều thành công và may mắn.